Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính từ 18 giờ ngày 17 tháng 12 đến 18 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2021. Thông tin ca nhiễm COVID-19. Từ 18 giờ ngày 17 tháng 12 đến 18 giờ ngày 18 tháng 12, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 447 ca mắc mới, bao gồm 2 trường hợp về từ ngoài tỉnh, thành phố Cần Thơ 1, tỉnh Kiên Giang 1, 23 trường hợp là F1 được cách ly tập trung, huyện Châu Thành 5, huyện Châu Thành A 10, thành phố Vị Thanh 7, huyện Vị Thủy 1, 422 trường hợp là ca mắc cộng đồng mới ghi nhận, huyện Châu Thành 91, huyện Châu Thành A 77, huyện Long Mỹ 9, thị xã Long Mỹ 29, thành phố Vị Thanh 216. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 11.368 ca mắc, đã được Bộ Y tế công bố 10.628 ca, trong đó có 1 ca mắc là người về từ Campuchia, 1.164 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh, 3.036 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 6.467 ca mắc cộng đồng và 700 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Tình hình điều trị bệnh COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày 712 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hậu Giang đã điều trị khỏi 8.226 ca, tử vong tại tỉnh 41 ca, số ca chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca và điều trị khỏi 2 ca. Tổng số ca đang được cách ly điều trị 3.098 ca. Tình hình giám sát phòng chống dịch COVID-19. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 18 tháng 12 là 361 người, giảm 84 người so với ngày 17 tháng 12. Đã cách ly tại nhà 11 người, thực hiện khai báo y tế 350 người. Tổng số cách ly tập trung hiện còn 957 người, trong đó có 739 F1, 49 người về từ ngoài tỉnh và 169 trường hợp khác. Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 4.943 người. Số người được tự theo dõi sức khỏe hiện còn 4.709 người. Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại các cơ sở y tế trong ngày là 1.454 mẫu, trong đó test kháng nguyên 125 mẫu, ATPCR 1.303 mẫu. Tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, tính đến cuối ngày 18 tháng 12, đã tiêm được 141.994 liều, 72.421 người trên 70.423 người, đạt tỷ lệ 102,84%, trong đó 69.573 người đã tiêm 2 mũi, 2.848 người mới tiêm mũi 1. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đến cuối ngày 18 tháng 12 đã tiêm được 1.010.922 liều, 521.379 người trên 536.163 người, đạt tỷ lệ 97,24%, trong đó 489.543 người đã tiêm 2 mũi, 31.836 người tiêm mũi 1. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người được tiêm vaccine là 593.800 người, trong đó 559.116 người đã tiêm đủ 2 mũi, 34.684 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 97,89% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Ngoài ra, tỉnh đang triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch hoặc làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, đã hoàn thành tiêm ngừa mũi thứ 2 đủ thời gian. Đến cuối ngày 18 tháng 12 đã tiêm được 2.964 liều. Tiếp theo phần tin COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Vì sao số người nhiễm COVID-19 tại Hậu Giang đột ngột giảm sâu những ngày qua? Theo thông tin, tình hình dịch COVID-19 được Sở Y tế tỉnh công bố ngày 16 và ngày 17 tháng 12, Hậu Giang lần lượt ghi nhận 44 và 28 trường hợp nhiễm COVID-19.
giảm sâu cả 100 bệnh nhân so với bình quân chung những ngày trước đó. Trong khi trước đây mỗi ngày ghi nhận trên dưới 300 bệnh nhân, theo các địa phương, qua test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2, thời gian này vẫn ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Song do công tác xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật ATPCR chưa thể trả kết quả kịp trong hai ngày này, vì vậy số trường hợp nhiễm được công bố thấp. Thực tế, dịch vẫn diễn biến phức tạp tại cộng đồng. Trong bản tin tình hình dịch bệnh chiều ngày 18 tháng 12 của Bộ Y tế, công bố Hậu Giang ghi nhận 340 bệnh nhân COVID-19 trong 24 giờ qua. Như vậy, số người nhiễm COVID-19 tại Hậu Giang vẫn còn cao. Do đó, người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu quy định phòng chống dịch đã được ban hành, nhất là thông điệp 5K, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Tại thành phố Vị Thanh, vừa xảy ra ổ dịch lớn phức tạp ở công ty cổ phần may NB Hậu Giang, ghi nhận 90 trường hợp test nhanh dương tính. Đến sáng ngày 16 tháng 12, nhưng đến sáng nay mới có kết quả xét nghiệm khẳng định ATPCR toàn bộ 90 trường hợp nghi nhiễm này dương tính với COVID-19. Tại huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp cũng tương tự, số trường hợp test nhanh nhiễm mỗi ngày vẫn dao động từ 40 đến 60 trường hợp. Nhưng hai ngày qua, chưa nhận được kết quả xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật ATPCR. Một số địa phương áp dụng khi lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. Lần đầu dương tính sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test nhanh lần nữa bằng kit test của hãng khác. Nếu tiếp tục dương tính, sẽ xử trí như trường hợp khẳng định nhiễm COVID-19 và đưa đi điều trị kịp thời. Trong 2 ngày qua, số trường hợp được chữa khỏi bệnh tương đối thấp hơn so với những ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân được chữa khỏi 2 ngày là 181 người, có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận tổng số trên 10.900 trường hợp nhiễm COVID-19, đã được Bộ Y tế công bố 10.288 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 7.514 người, tổng số tử vong 42 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong sau chuyển tuyến điều trị. Hiện còn trên 3.360 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các trung tâm ICU, bệnh viện, dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp tỉnh và khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tuyến huyện. Tổng số cách ly tập trung hiện còn 1.007 người, tăng 400 người so với ngày 15 tháng 12. Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 4.786 người, tự theo dõi sức khỏe hiện còn 5.221 người. Số trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố giảm sâu 2 ngày qua, nguyên nhân là do những trường hợp test nhanh dương tính chưa được trả kết quả xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật ATPCR. Tiếp theo phần tin COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang sẽ từng bước điều trị F0 không triệu chứng tại nhà từ đầu năm 2022. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có cuộc họp trong hôm nay ngày 18 tháng 12, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để có thể triển khai kế hoạch điều trị F0 không triệu chứng tại nhà sắp tới. Theo chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, nếu chuẩn bị đủ các điều kiện sẽ triển khai từng bước việc điều trị F0 tại nhà từ đầu năm 2022. Từ giữa tháng 11, Ủy ban nhân tỉnh đã có kế hoạch thực hiện thí điểm quản lý chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Ngành Y tế tỉnh cũng đã có phương án để thực hiện kế hoạch này. F0 thuộc diện cách ly điều trị tại nhà khi không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ và kèm theo các điều kiện khác như độ tuổi, tiêm vaccine, có điều kiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, do những lý do khách quan nên đến nay tỉnh Hậu Giang chưa thể triển khai thực hiện. Hậu Giang là tỉnh duy nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long chưa triển khai quản lý chăm sóc F0 không triệu chứng tại nhà. Theo nhận định của Sở Chỉ huy, thời gian qua số lượng F0 tăng nhiều ở tỉnh, nhất là trong cộng đồng. Các cơ sở thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại tuyến huyện còn một số hạn chế, chưa dự trù tốt thuốc điều trị cho F0 không triệu chứng, khó khăn về hệ thống oxy lỏng, nhân lực y tế ở cơ sở điều trị tầng 2. Do đó, khi tiến tới triển khai điều trị F0 tại nhà, cần chuẩn bị kỹ các điều kiện như thành lập các trạm y tế lưu động hay cơ sở y tế lưu động, tập huấn cho lực lượng này dự trù thuốc, thiết bị và cần thực hiện cho đồng bộ thống nhất trong toàn tỉnh.
Điều trị F0 tại nhà là giải pháp giảm tải cho cơ sở điều trị COVID-19 nếu số trường hợp nhiễm bệnh tăng cao. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, trong phòng chống dịch COVID-19 vẫn hướng đến mục tiêu ít người nhiễm bệnh, ít chuyển nặng và ít tử vong. Để đạt được mục tiêu này, cần tăng cường hiệu quả điều trị tại các tầng, sớm đưa vào sử dụng số giường mở rộng điều trị ở tầng 3, rà soát tham mưu mua sắm trang thiết bị cần thiết, rà soát về nhân lực y tế ở tầng 2, còn khó khăn về hệ thống oxy lỏng, cần tranh thủ bổ sung thêm, chuẩn bị sẵn sàng oxy để điều trị bệnh nhân. Oxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19 không thể thiếu, không thể chậm. Ngoài ra, cần chuẩn bị sẵn nguồn dự trữ để không bị thụ động do tầng 2 thiếu bác sĩ điều dưỡng. Sau khi yêu cầu đã được Bộ Y tế đồng ý hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng bác sĩ cho tỉnh, ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ để lên kế hoạch yêu cầu nhân lực cần hỗ trợ từng thời điểm như thế nào cho hiệu quả. Tầng 1 đáng lo ngại nhất sắp tới đây có thể sẽ đưa về điều trị tại nhà, đặt ra nguy cơ lây lan dịch cho người khác và nguy cơ tử vong. Do đó cần rà soát ngay việc triển khai thành lập trạm y tế lưu động tại địa phương để triển khai thực hiện. Phải thành lập ngay trạm y tế lưu động, địa phương phải bố trí nhân lực cụ thể, hài hòa và chủ động tập huấn cho chuyên môn trạm y tế lưu động điều trị F0 tại nhà vẫn trên tinh thần bốn tại chỗ khi triển khai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý ngành y tế chủ động đề xuất mua sắm, chuẩn bị đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, thuốc điều trị khi triển khai điều trị F0 tại nhà. Nếu chuẩn bị đủ điều kiện, đầu năm 2022 sẽ thực hiện. Tinh thần phải chặt chẽ, từng bước thận trọng. Trước mắt, những trường hợp thật sự cần thiết mới cho ở nhà và ngành y tế hướng dẫn thật rõ cho F0 điều trị tại nhà, có đường dây nóng để người bệnh liên lạc. Cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thông điệp 5K cộng vaccine, khi giảm ít người bệnh thì người bệnh nặng ít, tỷ lệ tử vong sẽ ít. Hiện tại, người dân tiêm vaccine đủ 2 mũi đã khá cao ở tỉnh, với trên 96%, nhóm từ 12 tuổi trở lên, nhưng vẫn còn những trường hợp chưa tiêm. Cần tiếp tục rà soát để tiêm vaccine cho người chưa tiêm vaccine và chưa tiêm đủ 2 mũi, nỗ lực phủ vaccine cho tất cả những người trong độ tuổi có thể tiêm được. Vâng, cảm ơn bà con đã theo dõi video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nhờ bà con mình đăng ký kênh Miền Tây Hậu Giang để ủng hộ cũng như để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại bà con mình trong những video tiếp theo.